Xin chào các bạn nhé. Đây chính là tuyến đường Đông Khê 2 và chỉ còn đúng 20 ngày nữa thôi là chúng ta đến hạn phải thông xe kỹ thuật của cái tuyến đường Đông Khê này. Và hôm nay thì kênh Trên Hải Phòng sẽ quay lại với các bạn với cái video để chúng ta update cái tình hình thi công của cái công trường dự án Đông Khê 2 này nhé. Và trên màn hình các bạn đang nhìn thấy flycam, đây chính là cái đoạn đường còn sót lại cuối cùng trên cái tổng tuyến Đông Khê 2 này. Đây là cái đoạn mà đi qua cánh đồng Linh. Vừa rồi thì chúng ta đã được xem một cái video trước của tôi là giới thiệu cho các bạn là cái khu vực cánh đồng Linh này đã được giải tỏa bằng cách là cưỡng chế hai cái hộ dân. Thì cái việc cưỡng chế hai cái hộ dân này thì cũng có rất nhiều những cái thông tin trái chiều liên quan đến việc chính quyền cũng như là người dân có cái khúc mắc với nhau. Tuy nhiên thì trong cái video này thì tôi không làm bàn đến những cái việc đúng hay sai, mà chúng ta chỉ cung cấp thông tin để cho các bạn nắm được cái tình hình tiến độ thi công của cái đoạn đường cánh đồng Linh của cây cầu của Đông Khê 2 này thôi nhé. Đấy, thì đoạn này thì các bạn thấy là các cái máy xúc, máy ủi và các xe lu đang làm việc rất là cật lực để kịp thời hoàn thành tiến độ. Còn hôm nay thì kênh Trên Hải Phòng muốn chia sẻ với các bạn là toàn bộ cái tuyến đường từ cánh đồng Linh trở về khu đường Lê Lợi thì đã được giải nhựa asphalt rất là đẹp rồi. Và các bạn nhìn lên trên màn hình ấy, đấy, con đường này nhìn rất là sạch sẽ đúng không ạ, sạch sẽ khang trang rồi và đã được giải nhựa asphalt rồi. Ở giữa thì đã có cái giải phân cách và sẽ được trồng hoa ở đây các bạn nhé. Đấy, thì các bạn nhìn lên trên màn hình ấy, flycam đang bay cho các bạn nhìn thấy là toàn bộ đã được giải nhựa rồi. Hai bên hè đường thì vỉa hè cũng đã được chuẩn bị và sẽ giải tỏa thêm một số những cái hộ gia đình ở xung quanh để khang trang thêm vỉa hè hai bên thôi. Đó. Nếu mà để thông tuyến vào ngày 25 tháng 1 thì chắc chắn là sẽ ok. Tuy nhiên thì để chỉnh trang lại vỉa hè thì tôi nghĩ là chắc là không kịp đâu. Vì cái lượng khối lượng công việc nó còn rất là nhiều, ngổn ngang các loại ống cống, đường dây điện ngầm rồi đường thoát nước, thì các bạn thấy là hai bên vỉa hè chắc chắn là chưa thể xong kịp ngày 25 tháng 1 được. Đấy, và bây giờ thì kênh Trên Hải Phòng sẽ dùng xe máy để đi thông cái tuyến đường này. Các bạn ạ, cái cảm giác đi xe máy ở trên cái tuyến đường mới phẳng ly giải nhựa asphalt này nó phê, nó khá là phê, cái cảm giác nó thích lắm các bạn ạ. Tất nhiên thì đường mới thì bao giờ đi nó cũng thích hơn là những cái tuyến đường cũ gồ ghề đúng không? Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy hai bên vỉa hè thì vẫn còn rất là ngổn ngang, chúng ta chỉ có thể hoàn thành xong cái trục tuyến chính để người dân đi lại, các phương tiện xe máy ô tô rồi xe đạp đi lại một cách thoải mái thôi. Chứ còn tôi nghĩ là với cái tiến độ còn 20 ngày nữa thì không thể kịp xong hai bên vỉa hè được, không thể chỉnh trang hai bên vỉa hè được. May chăng thì chúng ta có thể kịp trồng hoa rồi chỉnh trang lại cái giải phân cách thôi. Đó. Và đến khu vực này thì là cái khu vực ngã ba giao với đường Đông Khê 1. Đấy, thì một bên vẫn đang tiếp tục triển khai giải nhựa asphalt. Đây các bạn nhìn thấy cái xe trải nhựa đây. Còn một bên thì đã giải nhựa xong rồi để phục vụ cho người dân đi lại. Còn bên này thì sẽ thi công để giải nhựa asphalt. Đấy, cái công nghệ giải nhựa asphalt có khá là hay. Có một cái xe đi trước rồi xe lu đi sau. Đấy, còn bên này thì đang chỉnh trang lại một chút. Thì các bạn để ý là giải nhựa asphalt thì người dân đi vào thì đường nó sẽ rất là bẩn, bụi. Tuy nhiên thì sau khi mà làm xong thông tuyến toàn tuyến thì các cái xe rửa đường nó sẽ đi rửa một phát là sạch bong, rất là đẹp khang trang. Đó. Thì các bạn có thể nhìn lên đây là cái phía đi về đường An Đà và Nguyễn Bỉ Khiêm. Thì các bạn thấy là cái đoạn mà giải nhựa asphalt thì nó đã đến cái khu vực cánh đồng Linh đây rồi. Đó. Hai bên thì giải nhựa asphalt. Các bạn nhìn hai bên đường ấy, nhà cửa còn khá là ngổn ngang đúng không ạ? Đấy, thưa các bạn thì cũng đúng theo quy luật thôi. Khi mà chúng ta giải phóng mặt bằng để làm tuyến đường thì hai bên nhà cửa thì thường là trong ngõ, trong xóm rất là lụp sụp. Và khi mà họ được ra mặt đường rồi thì họ sẽ được đền bù, hoặc là cái giá đất nó sẽ tăng lên khá là cao. Thì một số hộ sẽ có tiền để mà chỉnh trang lại nhà cửa, một số hộ gia đình thì sẽ bán nhà đi lấy tiền để làm ăn hoặc là mua một cái căn nhà khác. Thì dần dần cái bộ mặt ở hai bên đường nó sẽ được chỉnh trang khang trang sạch đẹp thôi, những cái nhà cao tầng sẽ được mọc lên. Đó. Và đây là các bạn nhìn thấy khu vực cánh đồng Linh đây, nó chỉ còn một đoạn nữa thôi và các cái mũi thi công của các cái cơ quan công ty thi công cái khu vực này sẽ triển khai tích cực để làm sao mà đến ngày 25 tháng 1 sẽ hoàn toàn thông tuyến. Thì con đường này là một trong những con đường khá là đẹp. Nó sẽ giảm tải cho hai cái con đường chính là đường Cầu Đất, Lạch Chay và cái con đường thứ hai là con đường Lê Hồng Phong.
Đấy, nó nằm giữa hai cái tuyến đường này thì dự đoán là tuyến đường này sẽ cực kỳ đông đúc và sẽ sầm uất, có thể nói là bậc nhất, vì bên cạnh nó còn có cái hồ nữa khá là đẹp, dân cư hai bên thì khá là đông đúc đó. Và theo thông tin kênh chính được biết thì giá bất động sản ở mặt đường của cái tuyến này mặc dù chưa hoàn thành thôi nhưng đã lên đến 150 triệu, và có những khu vực thì lên đến 200 triệu một mét vuông này các bạn ạ. Đấy, thì có rất nhiều gia đình ở khu vực này từ trong ngõ ngách sau bao nhiêu năm không được chỉnh trang, không trong cái diện quy hoạch thì không được làm gì cả, thì bây giờ ra mặt đường thì đã đổi đời rồi, tự nhiên trong tay có hàng mấy chục tỷ. Đó, thì có rất nhiều gia đình đã bán lúa non từ cách đây mấy tháng, một năm rồi. Thế cũng khá là tiếc. Tuy nhiên thì có những người mà người ta vẫn để đến tận bây giờ, thì cái giá trị của bất động sản nó tăng lên khá là cao. Đấy, khu vực này là khu vực ngã ba các bạn ạ. Một cái ngã ba khá là to, thì sau này khu vực này cũng sẽ cực kỳ sầm uất với các cái cửa hàng, cửa hiệu hay là quán cà phê gì đó. Gần khu này thì còn có một cái chùa, rất là to, và kỳ vọng là sau này sẽ là một trong những điểm đến tâm linh của thành phố Hải Phòng, vì cái phong cảnh của cái chùa này khá là đẹp. Trước đây thì nó không nổi tiếng mấy vì nó nằm ở trong cái đường nhỏ, tuy nhiên bây giờ con đường to rồi thì ngôi chùa này sẽ trở thành địa điểm đến cực kỳ hot của Hải Phòng. Nó nằm cạnh hồ, cạnh đường, rất là tuyệt vời luôn nhé. Thì dịp Tết này thì các bạn có thể ghé qua ngay ngôi chùa này để vãn cảnh, thắp hương để cầu bình an nhé các bạn nhé. Và cái đoạn đường Đông Khê 1 thì nó sẽ kết nối với đường Đông Khê 2 này, một cái đoạn đường. Sau đó thì cái nhánh bên tay trái các bạn ấy thì nó sẽ đi ra đường Lê Lợi là thuộc tuyến Đông Khê 2. Còn cái nhánh bên tay phải các bạn thì nó sẽ tiếp tục cái con đường cũ là đi ra phía đường Ngõ Cấm và cũng thông ra Lê Lợi. Thì cái khu vực này có thể nói là tuyệt vời luôn các bạn ạ, có view nhìn ra hồ rất là đẹp. Còn cái bên cạnh này chắc chắn là sẽ làm giải vườn hoa và công viên gì đấy thôi, tôi hy vọng là như vậy. Thì cái mặt này sẽ là mặt đẹp nhất này, có view nhìn ra hồ và hướng chính tây, chiều hoàng hôn thì khá là đẹp đó. Chắc chắn là với cái tiến độ thi công này thì tôi nghĩ là ngày 25 tháng 1 thì chắc chắn là sẽ kịp cái tiến độ thông xe kỹ thuật cùng với cái deadline của cái cây cầu rào là cũng thông xe kỹ thuật vào ngày 25 tháng 11. Thì ngày đó thì thành phố chúng ta có hai cái thời khắc quan trọng, đó là thông xe kỹ thuật cầu rào 1 hay còn gọi là cầu rào, và cái tuyến đường Đông Khê 2 này, một trong những tuyến đường mà bao năm nay thì người dân đã mong chờ để mà có được một cái tuyến đường xanh sạch đẹp này đó. Đây thì chỗ này là đang san lấp cái vỉa hè hai bên, thì các bạn nhìn là các cái công nhân cũng đang rất là tích cực làm việc. Tuy nhiên thì theo cái quan điểm của tôi ấy, thì khả năng là chúng ta sẽ không thể chỉnh trang xong cái vỉa hè đâu, với cái khối lượng công việc cực kỳ lớn như thế này chắc chắn là không xong, đúng không ạ? Chắc chắn là không xong. Chúng ta chỉ xong cái tuyến đường chính thôi, để thông xe về mặt kỹ thuật thôi. Mà thông xe về mặt kỹ thuật cũng đã là tốt lắm rồi, và người dân thì có thể chiêm ngưỡng cái tuyến đường này rất là đẹp. Bây giờ thì cái hiện trạng giao thông của thành phố Hải Phòng nó cũng khá là bức xúc, khi mà cái các cái con đường nó không đáp ứng được cái nhu cầu đi lại của người dân. Càng ngày xã hội càng phát triển thì cái thu nhập của người dân cũng khá là cao lên. Mặc dù 2 năm vừa rồi thì đại dịch Covid nhưng mà cái lượng xe ô tô được bán ra thì cực kỳ kinh khủng luôn. Đặc biệt là đợt vừa rồi thì VinFast có những cái chương trình tri ân dành cho người dân Hải Phòng, nên cái lượng xe ô tô được xuống đường rất là nhiều. Thì Hải Phòng vào những giờ cao điểm thì thường xuyên xảy ra những ách tắc giao thông ở những nút giao thông quan trọng như là ngã năm sân bay Cát Bi, rồi đường Lạch Tray đấy, rồi các cái tuyến đường bao. Nhưng mà với cái con đường này thì nó sẽ giảm tải đáng kể cho cái lưu lượng giao thông của thành phố Hải Phòng trong những giờ cao điểm buổi sáng, buổi chiều đó.
Thì các cái mũi thi công ở khu vực này thì vẫn đang thi công ngày đêm để làm sao mà kịp tiến độ thông tuyến. Tất nhiên là trong cái thời gian thi công thì người dân, các phương tiện đi lại thì vẫn có thể di chuyển qua cái tuyến đường này một cách nhẹ nhàng. Đó. Và thưa các bạn, đến đây thì kênh Chin Hải Phòng xin kết thúc cái video để update cho các bạn cái việc mà cái tuyến đường Đông Khê 2 này đã trải nhựa hoàn toàn xong đến cái đoạn cánh Đồng Linh rồi, và chỉ chờ khoảng vài ngày nữa để giải nhựa cho cái tuyến cánh Đồng Linh thôi. Và nếu các bạn thấy video hay, hữu ích thì các bạn hãy subscribe, đăng ký và đừng quên chia sẻ một like, một chia sẻ cho video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào. We'll be right back.